Hi, xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đến với Hoa Lan Thanh Lâm. Dạ, hôm nay là thứ trưa chủ nhật cuối tuần luôn. Thì cũng theo thường lệ thì hàng tuần thì vào thứ bảy thì Lâm sẽ tưới phân cho những cái lan trong vườn của Lâm. Đó, thì một tuần định kỳ là Lâm tưới từ 1 đến 2 lần. Cái luống nào mà Lâm đang tưới phân thì Lâm sẽ như buổi thứ bảy là Lâm đã tưới phân thì Lâm sẽ tưới rửa rồi Lâm mới để ráo một ngày chủ nhật nè. Đó, chủ nhật xong rồi ráo một ngày thứ hai nữa, chiều thứ hai Lâm mới đóng hàng đi cho các anh chị ha. Đó, Lâm làm quy trình của Lâm rất là kỹ luôn. Đó, tại vì Lâm là vườn chăm sóc rất là kỹ, chứ không phải là mình gom hàng về mình livestream là nó khác nữa các anh chị. Đó là người ta không biết là lịch tưới phân tưới thuốc lúc nào luôn. Đó, khi mà mình vừa tưới phân xong mà mình gửi đi các anh chị là nó dễ bị ảnh hưởng tới cái thân lá nè, cái rễ của nó, rễ thì nó quíu nè. Nó thân lá thì nó sẽ bị cháy, khi mà bỏ trong thùng nhiệt độ thì nó sẽ bị không khí nó không có lưu thông các anh chị, thì nó sẽ bị ém khí trong đó, thì nó sẽ bị nóng, là bị hầm nè, rất là khó chịu với cây đó. Nếu mà mình không tưới rửa cho cái cây thì cái cây nó sẽ bị cháy lá đó các anh chị, nó bị hư lá, về nhà các anh chị sẽ bị trồng không có được đó. Nên Lâm ở đây làm rất là kỹ luôn tại vườn của Lâm đó, nên Lâm làm cực kỳ kỹ cho các anh chị, để về các anh chị chăm rất là dễ dàng luôn. Nên rất rất nhiều các anh chị khen cây của Lâm là sao mà dễ trồng, nó dễ ra rễ nè, dễ phát triển là vậy đó. Đó, thì một tuần thì Lâm sẽ phun phân từ 1 đến 2 lần. Thì cuối tuần thường là cuối tuần Lâm sẽ phun. Bởi vậy các anh chị kêu nó nhiều, anh chị hỏi Lâm mà cuối tuần có xuất hàng hay không. Thì cuối tuần thì Lâm không có xuất hàng, tại vì đó là lịch phun phân bón của Lâm các anh chị ha. Đó, nên là không xuất hàng cuối tuần. Cuối tuần thường là Lâm phun phân bón vào thứ bảy nè, rồi chủ nhật Lâm mới lên clip cho các anh chị đó. Rồi đầu tuần Lâm mới gửi hàng đi cho các anh chị ha, rất là kỹ luôn. Rồi thì bây giờ mình sẽ vô chi tiết ha anh chị. Bữa nay chắc Lâm giới thiệu cho các anh chị là 12 loại cắt la da mới luôn á, rất là hot luôn, mà giá cả rất là phải chăng cho các anh chị luôn nha. Đó, giá cả rất phải chăng, rất là đẹp cái cây này các anh chị. Đầu tiên các anh chị, trước mắt các anh chị đây là cái cây này là cây Bảo Nghi các anh chị ha. Cây Bảo Nghi, cái cây này, cái giống này của Đài Loan các anh chị. Bảo Nghi có một số cây nó cũng có mèo nè các anh chị, có mèo nè. Trước Tết thì nó nở quá chừng nở luôn, trong Tết luôn á nè. Trong Tết thì nó nở rất là nhiều luôn các anh chị, trong Tết nở rất là nhiều luôn. Nên nhưng mà Lâm không có gửi cho các anh chị được tại vì trong thời gian nghỉ Tết các anh chị nè. Còn cái này là có mèo nè các anh chị ha. Đó nè, này trước Tết cũng nở quá trời nở luôn. Đó, này Bảo Nghi thì mặt hoa thì Lâm sẽ để trên màn hình cho các anh chị xem nha. Tới cái khúc nào là Lâm sẽ để mặt hoa trên màn hình với lại giá của nó luôn. Thì cái Bảo Nghi của mình á, là giá của mình là 150.000 một chậu các anh chị nha. Thì các anh chị mua bất kỳ chậu nào cũng vậy, mua bất kỳ cứ số lượng từ 3 chậu trở lên là bên Lâm đã miễn phí ship cho các anh chị rồi nha. Và số điện thoại là chạy dưới màn hình của các anh chị luôn, là 0978813282 các anh chị ha. 0978813282 các anh chị lưu ý nha. Thì các anh chị cứ cho Lâm là xin họ tên của các anh chị nè, rồi địa chỉ nè, số điện thoại thật là chính xác ha, để Lâm ship hàng đi cho nó nhanh. Lưu ý là cho Lâm xin tên ha, khỏi cần họ cũng được, cái tên được rồi. Cái tên với địa chỉ chính xác, càng chính xác càng tốt, và số điện thoại chắc chắn là phải chính xác rồi, để bưu tá tới nơi người ta gọi á. Nhiều anh chị thì cho nó cũng hơi lộn số điện thoại, nên tới nơi gọi không phải là mình mà là người khác đó. Nên cái thời gian giao nhận nó sẽ chậm hơn, tại vì cần xác minh lại nữa thông tin đó. Thì cái trước mắt anh chị đây chính là Bảo Nghi ha, Bảo Nghi đó. Chậu của mình bắt đầu nó cũng ra mèo nhiều quá các anh chị, bắt đầu cũng ra mèo nè. Bảo Nghi nè, hoa chuẩn luôn ha, hoa rất là chuẩn luôn nè, khô nè đó, khô, bụi nó cũng to lùm lắm nha, bụi lùm to nè. Bảo Nghi cái lá nó vậy đó. Bảo Nghi của mình là 150.000 các anh chị ha, 150.000 cây quá trời. Ồ, cây này cái mèo nó no nè các anh chị, mèo no nè, cái mèo no nè ha, đó, ra mèo quá chừng luôn á. Rồi Bảo Nghi của mình là 150.000 các anh chị, mua cứ mua 3 chậu bất kỳ loại nào cũng được là Lâm đã miễn phí ship cho các anh chị rồi. Rồi qua loại thứ hai nha, hoa nó nằm bên kia rồi, nhưng mà Lâm sẽ lấy cái cây lên cho các anh chị xem. Loại thứ hai này là long thông suốt delay nè các anh chị. Đó, thông suốt delay ha, thông suốt delay của mình là giá là 130.000,
cây này hoa rất là to, to bằng cái tô luôn. Đó, rất là nhiều anh chị về nhà sang chậu to thì lá nó rất là to ra, rồi bông nó cũng to luôn. Nè các anh chị, này bản lá nè, đó, thấy chưa? Cây rất là mướt luôn, lâm trồng là xanh tươi, mướt mượt luôn ha. Một số cây nó cũng có mèo, nè có mèo nè. Anh chị, một số cây nó cũng đã ra mèo, đó, tới tuổi ra mèo hết rồi. Này là cây trưởng thành nha các anh chị nha, về nhà trồng nó nhanh ra bông, ra hoa lắm. Hoa rất là thơm luôn. Để chút lâm quan kia đi, cho các anh chị xem cái hoa bên đó. Hệ thông số delay ha, là giá của mình là 130.000. Rồi tiếp theo là cái gì đây? Tiếp theo loại này đó chính là cái này, là cái tên của nó là Why Not Live với lại Kiet Rot. Kiet Rot cái màu nó giống như màu cà rốt nha các anh chị, cái màu giống như màu cà rốt. Lâm dưỡng là rẻ dữ lắm. Khủng khiếp luôn á. Cái tên của nó là Why Not ha. Why Not có nghĩa tiếng Anh là tại sao không. Why Not, tại sao không mua cái loại này. Chú có loại Why Not kia nữa, màu bông màu đỏ. Còn này Why Not Live với Kiet Rot, màu cà rốt á. Các anh chị cứ nói màu cà rốt cũng được đó. Why Not Live với Kiet Rot, Kiet Rot ha. Mặt hoa là tên trên màn hình các anh chị luôn. Why Not Live với Kiet Rot. Đó, giá của mình là 130.000 các anh chị ha. Đó, mướt, cày mướt ghê luôn. Tưới phân này kia, thôi phân bên Lâm á, phân bên Lâm nhập bên Thái luôn nha. Lâm có chia sẻ lại cho các anh chị luôn á, bịch nửa ký rẻ à, bịch nửa ký mình xài lâu lắm luôn, chứ không phải là người ta bán phân trên mạng. Lâm thấy là nó bán cái lọ có chút xíu à, một combo rất là nhiều luôn, mình xài tẩu quả nhập ma luôn, xài nó quýu rẻ quýu thân. Nếu mà mình xài không có liều lượng nó chuẩn á, thì nó sẽ bị cháy, nó hư cây hết, nó dạng suy cây. Làm gì có một cái cây mà ra quá trời mầm như vậy. Đâu phải cứ một cái cây ra quá trời mầm là nó tốt đâu các anh chị. Không hề nha, không hề tốt. Là một cây vậy đó, nó ra một mầm co, một mầm mẹ thì nó đẻ. Nè, nó đẻ từ một đến hai mầm con là được rồi. Chứ mà mình kích quá thì nó sẽ bị suy cây, nó nuôi không nổi ha. Chứ không phải là mình nghe quảng cáo hấp dẫn quá, mình mua về mình sử dụng, đảm bảo là các anh chị sẽ bị con dao hai lưỡi ha. Rồi cái loại thứ ba của mình là Why Not Light Kiet Rot. Đó. Cái màu trên màn hình các anh chị luôn á, 130.000 luôn nha. Rồi qua loại thứ tư này là loại gì? Này là bữa trước Lâm có loại kia hát dai Oconee, còn cái này là hát dai Orange. Hát dai Orange. Cái màu của nó là màu vàng nến. Đó, bên kia nó nở bông nè. Bông này sắp tàn à. Các anh chị, bông này sắp tàn à. Nó lâu tàn lắm nha, tại vì cái này là hoa trung ha. Hoa trung cánh sáp, rất là đẹp luôn. Cánh sáp cứng lắm, cánh nhựa luôn á. Mình lấy các anh chị xem nè. Ồ, rễ nó bám dữ quá. Đó, anh chị ha. Đó, rất đẹp luôn nha. Này là hát dai Orange. Orange là màu cam á. Cái này rất là xiên hoa, hoa ra. Cái lá nào cũng có hoa. Nè các anh chị. Nè, tàn rồi nè, thấy chưa? Tàn rồi. Lá nào cũng có hoa hết các anh chị, cứ ra mèo mà, là có hoa nè. Cái vòi hoa khô quá chừng luôn nè các anh chị, thấy chưa? Vòi hoa khô quá chừng ra luôn đó nè. Bên này nó tàn rồi, cái nó nhảy bên này tiếp đó. Nè lưỡi mèo thì nó ra nè các anh chị, thấy chưa? Đó, cái này xiên hoa lắm, rất xiên hoa luôn đó. Cái này thì Lâm sẽ xuất đi hàng lá cho các anh chị. Cái nào có mèo thì Lâm bỏ vô trước đó, vậy đó. Cái luống này. Cái này là hát dai Orange, 130.000 các anh chị luôn nha. Trên màn hình của mình là giá luôn á. Còn cái này qua cái này mới đập nữa nè. Màu này đẹp ghê luôn. Màu này cực kỳ đẹp. Cực kỳ đẹp luôn. Và cây nó cũng đẹp nữa nè. Nó ra nè các anh chị. Rễ ghê chưa? Mầm gốc nè. Đó, Lâm bán giá là đảm bảo các anh chị cứ tham khảo hết trên thị trường đi. Không có ai trồng thuần mà bán giá chia sẻ là nó này này đúng chất là Lâm chia sẻ cho các anh chị luôn, đúng chất chia sẻ luôn các anh chị. Đúng chất chia sẻ luôn. Lâm sẽ chia sẻ cho các anh chị giá rất là hợp lý. Không có cây nào mà giá hơn 200.000 các anh chị nha. Bữa nay là Lâm không có cây nào giá hơn 180.000 luôn á. Tức là cây cao nhất là giá 150 à. Nãy là Bảo Nghiên 150 rồi nè, còn cái loại này là cái loại này tên của nó là Lai Chinh Te. Đó, vậy cho nó dễ, anh chị dễ nhớ. Lai Chinh Te. Rẻ nè các anh chị.
khủng khiếp chưa, rễ đó quá đẹp luôn. La chinh te này 150.000, màu nó cực kỳ đẹp luôn. Này lá nó thon, nó dài, nó chứ không phải là bóc cái thùng ra 10 màu là 10 chậu. Thôi giả mang thì có cái lá một con chậu giống nhau vậy nè, 10 chậu 10 màu đó. Cái này cái bản lá khác nhau hết, la chinh te này khác nè, hát dài orange này nó khác nè, nó thông suốt vì lai nó lại khác nữa đó. Làm phải ngăn ra từng khúc vậy nè, để các anh chị, để mình biết. Nó này la chinh te 150.000, màu hoa rất là đẹp, màu hoa rất đẹp luôn. La chinh te 150.000 đó, cứ ba chậu bất kỳ là Lâm đã miễn ship cho các anh chị rồi ha. Đó, trời đang nắng rất là đẹp luôn, đang nắng quá đẹp nè các anh chị. Rồi tiếp theo cái loại này lá nó lại tròn tròn hơn ha, lá lại tròn tròn hơn, trước Tết nở bông nhiều. Trời ơi, loại này nó xiên bông trước Tết nè, nè anh chị, đó vòi hoa nó khô rồi nè, đó, khô vòi hoa khô đó, thấy chưa. Cái này là cha quy quan đi lai, cha quy quan đi lai các anh chị ha. Đó, bắt đầu rễ nó ra quá trời ra đó, ship đi cho các anh chị là những chậu bụi rất là lầm như thế này đó, chị thấy chưa. Cha quy quan đi lai, cha quy quan đi lai ha, anh chị cứ nói tên là Lâm biết à, cha quy quan đi lai, tên trên màn hình đó, các anh chị có thể chụp hình gửi Zalo cũng được ha, là Lâm biết mặt hoa rồi. Nhiều anh chị không có rành gì cái tên đó, thì mình có thể chụp màn hình gửi Zalo. Thì cha quy quan đi lai cái giá của mình cũng nằm trên màn hình, các anh chị thấy chưa, là 150.000 đó. Hôm nay giá 150.000 là cao nhất luôn, cha quy quan đi lai đó, xong cái luống này nha, quá đẹp luôn, rất rất là nhiều luôn. Mà giới thiệu bữa nay giới thiệu 12 loại thôi. Rồi cái luống nãy nè, nấu luống nãy giờ, rồi tới cái luống tiếp theo đi. Tiếp theo hoa nó cũng tàn hết rồi. Ồ, bên kia còn hoa đang nở kìa. Cái này là cái gì các anh chị? Đây, bụi lùm to. Xách cái đầu nó lên. Đó. Ra ngoài này cho anh dễ đi ha. Cái này cũng sắp tàn rồi, cũng sắp tàn. Cái này là chôm thông fancy nè, cái tem của nó nè các anh chị. Tất cả cái cây của các anh chị á, gửi đi cho các anh chị Lâm đều có ghi tem hết nha, tem để mình biết cái tên của nó. Chôm thông fancy nè các anh chị. Đó. Hoa của nó biến thiên rất là đẹp luôn. Này các anh chị thấy chưa? Một cành hoa nó sẽ có hai màu hoa luôn. Cái này lưỡi đỏ, đỏ đậm nè các anh chị. Đó, cái này lưỡi đỏ đậm thấy chưa? Còn cái màu hoa này thì nó vàng nhiều hơn nè. Nó cái cành hoa bên này, cái bông bên này nó sẽ nhiều màu vàng hơn, cái bông bên này nhiều màu đỏ hơn. Nó rất là hay luôn. Rất là hay. Biến hóa hai này giống như sinh đôi mà khác trứng á các anh chị. Sinh đôi cùng trứng thì hai anh em nó giống nhau, còn cái này sinh đôi khác trứng thì nó cùng sinh ra một lượt nhưng mà nó khác với nhau, nó khác màu với nhau. Đó, cái này là chôm thông fancy, giá 150.000, bụi lùm to lắm các anh chị. Nhà các anh chị thấy không? Cứ lá nào nó cũng có hoa nè. Nè. Lá nào cũng có hoa hết. Tàn rồi nè, thấy chưa? Lá nào cũng có vòi hết đó nè. Vòi vòi nè, từ đây trở đi nè. Mèo nè, thấy chưa? Nó ra mèo là có vòi ngay. Ra mèo là có hoa. Bụi nó to lắm các anh chị. Bụi rất là to. Nè, cái này cho các anh chị xem nè, cái mèo nè. Nó trông thấy đen đen chưa? Đó, cái mèo no đó các anh chị, mèo no đó quá đẹp luôn. Trời ơi, có ai bán trọng 150 mà chậm bá lửa như vậy không ta. Đó, chôm thông fancy 150k, 150.000 đó anh chị, đẹp lắm nha. Ui ui nè, ra mèo nè. Ô khủng khiếp chưa, nè ra mèo nè các anh chị. Đó, ra mèo nè, ra mèo nè. Đó, cái này ra mèo nhiều lắm. Hồi Tết là nó nở quá trời khúc này. Nè, mèo ra nhiều, ới ra nhiều luôn. Nè, bên đây tàn nè. Đó. Đó, bên đây thì lú cái nụ nè. Cái nào một nụ thì nó chập bá lửa. Nè, cho các anh chị xem nè. Đó. Đó, cái nụ chà bá luôn nè, thấy chưa? Đẹp chưa? Đó, trong thông fancy nha. Nè, còn cái nụ thì nó no nè. Mập lù luôn. Quá đã. Chôm thông fancy 150k nha các anh chị.
Loại này nó khỏe lắm, lá nó bự chà bá luôn anh chị ha. Lá nó bự, nó bự nè, bốn ngón tay. Quá trời to. To bự. Rồi, chân thông fancy đó 150k. Rồi này là cái tên của nó là Beauty. Này gọi là Chen Wen Beauty, đúng rồi, cái tên của nó là Chen Wen Beauty. Mém tí nữa mình quên cái tên luôn. Chen Wen Beauty. Hoa của nó là hoa hoa trung, hoa dạng chùm. Hoa chùm và hoa trung. Này các anh chị. Đó, hoa chùm và hoa trung nha. Hoa chùm và hoa trung. Chen Wen Beauty. Nó giá của nó là 130.000. Đó nè, cái này cũng vậy. Cái này nụ cũng khủng khiếp lắm các anh chị, ghê gớm lắm. Cứ ra lá là ra nụ. Cái mèo chút xíu thôi này, các anh chị thấy cái mèo nó nhỏ lắm. Mèo nó nhỏ nhưng mà nó ra bông. Đó, nó ra bông nè. Đó, mấy cái mèo này nè các anh chị, ra hoa hết nè, nụ nè, thấy chưa. Đó, một vài cây đang có nụ nè. Đó, vài cây bên này nữa nè. Ồ, dạng chùm hai bông này bự nè. Để làm lấy cái chậu bên đó đang nở bông bự nè. Đó, đẹp chưa? Đó, quá đẹp luôn ha. Quá đẹp luôn nè. Ui, thơm ơi là thơm luôn. Giữa trưa mà nó thơm nực nồng luôn các anh chị. Này có mèo nè. Mèo này no nè. Đó. Giữa trưa mà thơm nực nồng. Tét mũi luôn. Đó. Để lên cho các anh chị xem nè. Thấy chưa? Đó. Này 130.000. Chen Wen Beauty. Chen Wen Beauty 130.000 luôn. 130.000. Đẹp ghê các chị ha. Rồi, tiếp theo nha. Cái này cũng là why not nhưng mà không có like Key Adrot ha. Key Adrot nãy là Lâm giới thiệu là nó like nên nó dạng cái màu cà rốt, còn cái này là màu đỏ đậm luôn. Nè. Thôi các chị nhìn. Lâm dưỡng cái bộ rễ nó ra thấy khủng khiếp. Chai kích rễ của Lâm đó. 20cc đó, giả mang luôn. Ôi ôi nè. Nó rễ dây mới là rễ chứ. Đâu có cần mua mấy combo tầm 7 tầm 3 chứ thiệu. Quá trời quá đất xài tổ quá nhập ma luôn, không ra cái giống ôm gì hết. Còn này nè. Này là why not ha. Các anh chị cứ nói là why not. Why not, tại sao không? Tại sao không mua cái bông này mà chùm chùm như thế này. Quá đẹp luôn nè. 130k luôn các anh chị. Ui ui cái rễ. Dở lên cái nào cái nấy hết hồn. 130k nè, nụ nè. Trời ơi. Quá trời nụ 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 nụ. Này nhiều nụ ghê luôn các anh chị. Lâm sẽ ưu tiên cho các anh chị nào đặt hàng trước thì Lâm sẽ chọn bông với nụ trước nè. Còn các anh chị mà lấy hàng mà thấy không có bông với nụ á thì mặc định tức là hàng lá các anh chị, tức là tại vì Lâm lên một cái clip về rất rất nhiều anh chị đặt hàng nên những anh chị nào ưu tiên trước á, đặt trước thì Lâm sẽ chọn hoa với nụ trước cho các anh chị xem à. Còn các anh chị nào mà đặt hơi trễ trễ chút xíu thì các anh chị thông cảm giúp Lâm nha, lấy hàng lá giúp Lâm ha. Tại vì cái loại này nó rất là nhanh, nó không cần lưỡi mèo, không cần lưỡi mèo. Mà cái này á, tất cả những loại mà Lâm chọn ở đây đều rất xiên hoa, phù hợp với tất cả các loại khí hậu luôn. Các anh chị miền Bắc á, đừng có sợ mà bị sốc lạnh, sốc gì ha, sốc nóng gì á. Cái loại này nó lì lắm, các la da rất rất là lì luôn. Đó, nên các anh chị nó lì. Còn dendro màu á, dendro màu các anh chị trồng dendro màu là thấy cái đợt lạnh kỳ này không, ở ngoài Bắc không, nó tuột cái lá rồi dần khè ra, tuột hết luôn. Đó, nguy hiểm lắm. Còn cái các la da này nhiều nhiều anh chị lúc trước cũng chơi xong mà bỏ thời gian, rồi một số anh chị nói với Lâm là chị chơi dendro màu á xong thấy người ta bán cũng đẹp xong mua về giờ nó hư hết rồi. Giờ chị chơi lại và cắt la da với lại dendro nắng. Thì trường Lâm cũng chuyên về dendro nắng với lại cắt la da này luôn. Đó, Lâm chia sẻ những cái gì mà các anh chị nó dễ dàng cho các anh chị về nhà các anh chị chăm nhất á. Còn dendro màu thì Lâm không có ha. Dendro màu người ta bán, người ta cắt cành thôi. Rồi tiếp theo cái này là Richaya Delight này. Có một cây này có nụ nè. Richaya Delight này 130.000 luôn. Để Lâm cho các anh chị xem cái tên, rút cái chậu ra cái đã. Đó. Chị thấy chưa? Richaya Delight màu trắng lưỡi tím rất là đẹp luôn. Màu trắng lưỡi tím mà có sẹt sẹt ở giữa. Đó, bên này. Nè,
có mèo nè các anh chị. Đó, bụi bự lắm, bụi rất là lùm luôn. Nè, bụi nào bụi nấy là lùm bự. Đã ghê luôn. Con 130.000. Ủa, này về nhà tách hướng ra. Anh chị thấy người ta bán không? Có 3 tép mà một hướng có vậy, người ta là 3 bến 4 tép là bán. Nhiều nhiều mặt bông bán lên 1 triệu mấy, 2 triệu, ghê thiệt. Mà nhiều mặt bông rất giống của Lâm ở đây nha. Ví dụ như Bảo Nghi đi. Bảo Nghi một vô một chậu gì bán khoảng 350, 380. Vô chậu cái này mà Lâm để Lâm rảnh rảnh Lâm vô chậu mà Lâm không có thời gian tại vì á. Dạ, chia sẻ giá hợp lý để về nhà các anh chị mình chơi cho nó dễ ha. Nó thoải mái hơn, không có sợ vấn đề mà tài chính chi phối. Cảm giác nó sẽ vui hơn. Đó nè. Cái bên này là hát dai ori nè các anh chị. Hát dai ori nè. Cái hoa của nó nè. Đó. Đẹp ghê ha. Rất là đẹp luôn. Nè. Màu này là màu vàng nến á. Giống như màu vàng nến vậy đó. Đó. Rồi. Đó, còn qua đây. Qua đây nè. Nãy thông suốt delay nè các anh chị. Thông suốt delay nè. Rất là đẹp luôn. Đó. Đẹp cực kỳ đẹp. Thông suốt delay nè cái bông nè. Ôi ôi. Bàn tay của Lâm nè. Thơm ơi là thơm luôn. À, quá đẹp ha. Thân suốt villa nó công tâm 3. Nguyên cái vườn quá đẹp luôn. Cây đẹp, hoa cũng đẹp, xiên hoa nè. Rồi tiếp theo đây. Qua đây có Anna nè các anh chị. Anna. Màu trắng màu tím bông to lắm. Anna. Ha. Anna nè. Đó, Anna nè các anh chị. Anna, Anna này riêng cái Anna này lúc trước trong trồng rau lâu rồi nhập giá nó rẻ, bông nó lại đẹp nữa, bây giờ thì không có còn giống nữa các anh chị, bây giờ là hết giống rồi. Đó, cái Anna này nè, Anna này 110.000 các anh chị luôn nha. Đó, giá cả rất là đẹp luôn, cây cũng đẹp nữa. Ui ui rẻ khủng khiếp không, quá trời đẹp ha. Anna giá 110.000, có Anna rẻ nhất nha. Đây Lâm lòn còn luống Amaki. Ủa, Amaki thì bông khủng khiếp, màu vàng lưỡi đỏ rất là đẹp luôn nè. Đó, anh chị thấy không? Ủa, Amaki này 150.000. Cái chậu này rất là bụi, rất là lùm, rất là to nha. Rất nhiều các anh chị thích luôn. Lần trước Lâm có xuất cái lúa bên kia mà hết rồi, giờ Lâm còn cái lúa bên này. Đó, giá của mình cũng là 150.000 luôn các anh chị, 150.000 ha. Amaki. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi nãy giờ Lâm giới thiệu cũng 12 loại rồi nha các anh chị nha. 12 loại á. Rồi Lâm sơ lược đầu tiên ha. Thứ nhất của mình là cái gì? Thứ nhất của mình là Bảo Nghi. Rồi, Bảo Nghi là giá là 150.000, thứ hai là gì các anh chị? Thứ hai là thông suốt delay 130.000 nè. Rồi thứ ba là Why Not Live với Key Ed Rod là 130.000. Thứ tư là Hát Dài Orin là 130.000. Thứ năm là Lai Chinh Te 150.000. Thứ sáu là Cha Vi Quan Đi Lai 150.000. Thứ bảy là Chôm Thông Fancy 150.000. Thứ tám là Trang Quen Beauty 130.000. Thứ chín là Why Not 130.000. Thứ mười là Richaya Đi Lai 130.000. Thứ 11 là Anna 110.000 rẻ nhất. Và thứ 12 là Amaki 150.000 các anh chị nha. Rồi 12 loại thì các anh chị cứ mua 3 chậu là Lâm đã miễn phí ship rồi. Rồi ha. Mua 3 chậu là Lâm đã miễn phí ship cho các anh chị rồi đó. Rồi các anh chị đặt hàng cứ liên hệ với Lâm qua số điện thoại là 0978 813 282. Nhắn tin cho Lâm cũng được hoặc Zalo cho Lâm cũng được. Và đừng có quên cái này là rất quan trọng nè. Các anh chị hãy nhấn nút đăng ký kênh của Lâm nè, chia sẻ rồi nhấn nút like thả tim cho Lâm nha. Để cho nó làm lan tỏa cái clip này đến nhiều anh chị mà yêu lan cát la gia trên cả nước mình cùng xem nha các anh chị nha. Rồi, Hoa Lan Thanh Lâm chúc anh chị một ngày cuối tuần thật vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.